Làm từ đầu là làm nào để tạo ra được một cái vẽ được một mạch mô phỏng, sau đó thì lập trình căn bản với BigF 877 nhé. Thì bây giờ vào trong cái sơ đồ mô phỏng này, bấm vào đây lấy linh kiện đúng không? F887, lấy con cuối cùng. Xong rồi led trừ y, D trừ y, led trừ y là lấy cái thứ hai. Xong rồi bấm vào đây một cái, bấm vào đây một cái, zoom nó to lên, bấm vào đây lấy mask. Xong nhá, về lưu nó lại, save vào nhấp nháy enter. Xong nhá, thế sang thứ hai là sang bên CSS nhá, vào file, vào new, vào project wizard của các bạn, có thể giống có thể khác, nhưng hai cái bắt buộc là các bạn phải theo như trong này, nhấp nháy. Hai cái bắt buộc các bạn phải theo đó là lựa chọn loại pick. Thì ở version của thầy là có hai bước cần chọn, version của các bạn có thể có một bước, nhưng mà nhất thiết là phải chọn đúng loại pick. Tám tám bảy đây, chọn loại pick là một nhé. Thứ hai là chọn cái thạch anh là hai. Và nếu như trong trường hợp của các bạn ấy là chọn thạch anh, chọn pick là 16F887 thì nó hiện lên một cái là phía bên dưới này là high speed lớn hơn 4 mê ấy, thì nhìn cái high speed lớn hơn 4 mê để chọn. Nhưng trong trường hợp này của thầy không có thì thôi. Xong rồi chọn create project. Thì trong trường hợp này nó sinh ra một cái file không có gì cả. Đấy. To do user code, tức là viết chương trình của mình đây. Thì mình biên dịch thử. Nếu mà biên dịch mà như thế này này là thành công. Đấy, hiện 2% thành công. Thì bây giờ mình, các bạn mở chuột phải vào cái chữ cái nhấp nháy chấm h này này. Chọn open file at cursor. Thế xong rồi nhìn bên trong này nó có cái gì. Thì trong này nó chỉ có là crystal bằng cái này. Thế ở trong đây này nhá, nên có một dòng nha các bạn ạ. Ra mạch thật ấy, nên có một dòng là như này. Full HS, tức là high speed ấy. Full HS hoặc là dòng này nhá. Hoặc là chữ chữ này này. Ví dụ hoặc là dòng này nhé. Đây thầy sẽ để như này. Hoặc là oscillator. Oscillator bằng 20 triệu. Hoặc các bạn có thể xóa cái này thành 20MHz, 20MHz cũng được. Để cho nhìn nó dễ được. Thì các bạn phải biết ở đây ADC của chúng ta là chỉ có 10 bit thôi. Ví dụ thế, gọi AC 10 thì vậy thì cái này là chuẩn rồi. Cái này nếu mà trong trường hợp chọn oscillator bằng 20MHz thì cái tần số thầy anh đưa vào con pick ấy làm cái trình biên dịch nó sẽ tự quyết định. Còn nếu không ấy, các bạn cứ để chữ HS vào đây cho nó chắc ăn thì cũng không sao cả. Như vậy trong trường hợp này như này là đủ. Đấy, như này là đủ nhé. Ghi nó lại. Thế vào sang bên này thì vì bên này chưa có gì nên chúng ta mới bỏ đi. Thế sau đó chúng ta mới thấy là bên mạch thật của chúng ta lập trình led với cổng D là led xuất đúng không nhỉ? Cổng D thì ở đây là sẽ là được ký hiệu như này là chân nhá. Chân ấy thì nó gọi là pin gạch dưới cái gì đó, D ví dụ D0 hoặc là D1 D2 gì đấy. Pin D0 này. Pin D1, pin D2 vân vân đến pin D7. Xong rồi ví dụ như pin C0 chẳng hạn. Viết hoa viết thường không quan trọng nhé. Pin ví dụ như là C5 chẳng hạn. Viết hoa cho đẹp, ví dụ thế. Thì chân pin D0, D1 hoặc là C5 vân vân thì cái này nó là dành cho tên chân lẻ truy cập đến từng chân một. Thì bây giờ chúng ta cần cái D0 này là nhấp nháy vậy xuất mức 0 hoặc là xuất mức 1. Thì chúng ta có là set gạch dưới cheese gạch dưới D0 set cheese
D là 0. Xét chi D tức là chi là cái hướng, cái hướng của cổng đấy là ra hay vào. Nhưng mà nên viết là 0x00. Như thế này nó sẽ thể hiện là hệ số 10, hệ số 16 mà có 8 bit. Như vậy tất cả các bit đều bằng 0 hết. Như vậy cả cổng này là cổng xuất. Đấy. Thế xong rồi, nếu mà muốn là chân nào đó bằng nhập, thực ra 00 thì các bạn phải hiểu như này này. 0x00 thì bằng là 1234, 1234 hệ số 2. Nếu các bạn muốn chân nào ra thì đặt nó bằng 0, chân nào vào đặt bằng 1. Ví dụ thầy muốn là chân này bằng 1, chân này bằng 1 vì hai chân này là hai chân nhập vào, ví dụ nút bấm chẳng hạn, nhập dữ liệu vào, thì các bạn có thể cho cái số này vào cũng được, hoặc là chuyển cái số này vào thì nó lúc này nó sẽ bằng là mấy? 5 0x50, có đúng không? Đấy, thì các bạn cho 0x50 vào đây thì tất cả các chân có số 0 là ra, còn chân số 1 đây là vào. Trong trường hợp đấy thì sẽ là D0, D1, D2, D3 là chân xuất. D4 và D6 là chân nhập. Đấy. D5, D7 cũng là xuất lốt. Ví dụ thế. Thì ở đây là thầy muốn là cả cổng này là xuất hết thì thầy để là D là xuất. Nếu không làm cái việc này thì ngoài mạch thật ấy, lúc chạy được lúc không. Tức là nó không ổn định ấy, chính vì thiếu. Thế bây giờ chúng ta mới output bit là pin gạch dưới D0 phẩy mức 0 đúng không? Thế sau đó thì delay, ví dụ như là 300 mili-giây delay MS, delay gạch dưới mili-giây là 300. Sau đó chúng ta làm cái việc y xì như thế này, lặp lại với cái cả cái lần sau là cái D0 này bằng 1. Đấy. Các bạn sẽ thấy là đấy, lần trước là bằng 0, lần sau là bằng 1. Thế xong rồi delay 300. Thế mình sẽ build cái code này, thấy %% này là ok. Đấy. Thế xong rồi chui xuống đây nạp nhấp nháy, cho nhấp nháy chấm hết 20 mê, ok. Sau đó thì chạy thử, chúng ta thấy cái này này nó sẽ nhấp nháy. Thì lúc này cả cái cổng này, vì chúng ta đã xét chi D mà là 0x00 thì cả cái cổng này nó sẽ được đặt giá trị khác với cả màu xám, tức là nó là đều là chân xuất cả. Đấy. Còn cái màu xanh hay màu đỏ ở đây nó thể hiện là xuất ra mức 0 hay là mức 1. Còn nếu các bạn cho là tất cả số mức 0 hết thì các bạn ở đây có một lệnh là output D mở ngoặc là 0. Ví dụ thế chẳng hạn, thì tất cả nó sẽ ra cái cổng D này, output ra cổng D là tất cả ra 0, thì nó sẽ tất cả cái này nó ra 0, sau đó thì chân D0 nó sẽ nhấp nháy. Stop lại xong rồi start. Đấy, các bạn thấy tất cả ra 0 hết. Còn cái này nó sẽ nhấp nháy. Thế cái việc này output D này với output bit này lấy đâu ra? Hiểu không? Đọc ở đâu để có cái này? Và nó có những cái gì nữa? Thì chúng ta vào đây, hỏi chấm, xong vào built-in function. Trong cái built-in function này nó đủ hết, chả thiếu không nào. Đây các bạn nhìn đây nhé. Built-in function thì chúng ta có discrete IO, tức là vào ra riêng lẻ dày dạc. Chúng ta thấy là có get chi input, input state, set chi x, input x, output x. Chữ x ở đây đại diện cho là A, B, C, D, E, là chính là tên của các cổng. Output bit, input change, output flood, output high, output driver, output loud, output talk, set pull up. Ví dụ cái output talk này chẳng hạn, chúng ta không biết là cái gì, chúng ta copy cái này xong mang Google dịch. Các bạn dịch nguyên chữ talk rồi thôi, nó sẽ thấy là lật trạng thái, đổi trạng thái. Ví dụ thế chẳng hạn, thì các bạn hiểu cái nghĩa này ngay. Nếu không thì chui vào trong này, các bạn dịch nghĩa của cả cái đoạn này ra thì nó sẽ cho các bạn ý nghĩa. Ví dụ đây nhé, chức năng ở đây là của cái hàm output talk, pin là chân nhé, thì chức năng của nó là toggle là cái lật trạng thái. Giữa high hoặc là loud tức là đang
trạng thái state đang là high hoặc là low, đang cao hoặc thấp. Observe specific pin, specified pin là một cái chân nào đó chỉ ra cụ thể. Ví dụ như output torque pin B4. Thì các bạn copy cái này, đóng vào đây. Ví dụ thế, các bạn sẽ cho cái anh này, comment anh này đi. Mà mình chỉ có một anh này thôi, với cả một cái hàm delay thôi. Đấy, thì xem nó ra cái gì. Thế ở đây mình đang dùng D0 ấy, sửa thằng này D0, biên dịch. Thì các bạn sẽ thấy là lật trạng thái với cả hai lần, một lần lên dương, một lần xuống âm là chức năng giống nhau. Đấy, không có gì khác cả. Thì muốn biết cái này sâu hơn về cái này thì tốt nhất, cách tốt nhất đó là vào built-in function đây, xong vào tra các cái hàm. Các bạn sẽ phát hiện ra rất rất nhiều hàm mà nó cực kỳ ý nghĩa. Trong này rất ý nghĩa luôn các bạn ạ. Rất nhiều hàm hay ở trong này, mà nhiều thứ lắm. Từ ADC cho đến timer, cho đến PVKM, đến rất nhiều thứ trong này. Nhưng không phải thứ nào mình cũng dùng được. Là nếu mà muốn dùng được cái này thì phần cứng phải hỗ trợ. Đấy, cái đặc điểm của anh này là thế, là phần cứng khác nhau là sử dụng được các hàm khác nhau. Thì về cơ bản chúng ta chỉ dùng có mấy hàm như sau, là output x một cái, ví dụ như là đây, việc vào ra số chúng ta sẽ chỉ có dùng mấy hàm như sau, là thứ nhất input là nhập, input là nhập. Thứ hai là set gx. Thứ ba là output x. Output có chữ x này là nó sẽ liên quan đến một cổng output bit. Output 2 và output low cũng hay dùng. Output low cũng hay dùng. Và output torque đỡ phải hay ho hay là low khi mà mình muốn lật trạng thái của một chân. Thì đây là những các cái hàm mà hay dùng khi vào ra số. Thì nó sẽ chia ra như này. Phần set chi là đầu tiên, xong vào input, và output. Đấy, thì nhóm dưới này là nhóm output. Output thì có output một cổng, output một bit. Input thì có là output thì một chân thì có là hai hay lao, là chỉ rõ là cao hay thấp. Và output torque là lật trạng thái. Thì về cơ bản ấy, nó cũng giống như Arduino thôi, chứ nó không khác nhiều. Arduino thì có digital write, digital read. Thì thằng này thì có là input, output. Đấy. Thì nhưng trước khi một chân ấy mà muốn nó vào hay ra thì đối với BIC bắt buộc phải xét cổng. Đúng nhỉ? Thì thằng Arduino là gì nhỉ? Là pin mode đúng không? Thì thằng này xét chi? Thằng Arduino là pin mode. Đối với thằng này là ví dụ như output bit cái chân gì đó mức gì, thì thằng kia là digital write chân nào đó mức gì. Mọi người còn nhớ không nhỉ? Digital write chân số 13 mức 0 hoặc hay là mức 2, digital write chân số 9 mức 1, ví dụ thế chẳng hạn. Thì thằng này cũng thế, nhưng cái cách viết lệnh viết là nó viết chữ nó khác đi, nhưng mà thực ra chức năng nó là giống nhau. Đấy, về mặt chức năng ngữ nghĩa là giống nhau. Đấy là toàn bộ cái mà liên quan đến vào ra số. Tức là liên quan đến ra số đó. Thế còn vào số thì nó có liên quan đến input. Thì input này nó cũng có mấy loại input.
input và input x. Thì input x là đọc một cổng. Riêng cái phần input x là nó đọc một cổng. Thì thằng Arduino nó chỉ quan tâm đến một chân thôi. Còn thằng thằng PIC thì nó sẽ cho chúng ta quan tâm đến đến từng cổng như thế này. Đấy. Quan tâm đến từng cổng. Như vậy input x hoặc output x là đọc vào một cổng hoặc là xuất ra một cổng. Thì cả cổng là 8 bit thì thằng Arduino nó chưa hỗ trợ cái việc này mà nó chỉ làm theo từng chân thôi. Nhưng mà bản thân trong quá trình lập trình người ta cảm thấy là cái đấy việc đấy nó chưa thực sự cần thiết chứ người ta không cho vào. Thế còn anh này thì anh PIC thì các bạn thích làm gì với nó đều được vì nó là bậc thấp hơn so với Arduino. Đấy, thì các bạn thích làm gì thì làm. Xét vào xét ra thì tùy. Đấy. Thế có bạn nào mà có cái câu hỏi gì liên quan đến cái phần PIC này không? Tức là bài hôm nay chúng ta mới là bắt đầu đúng không nhỉ? Cơ bản nhất về vi điều khiển PIC. Nhưng dù sao chúng ta đã trải qua được cái Blink với cả cái Arduino rồi. Đã làm nhiều thứ với Arduino rồi. Thì bây giờ chúng ta làm tiếp với PIC. Thì về nguyên lý nó giống nhau. Đấy. Nhưng cách viết chương trình là khác nhau nhé. Đấy, cách viết chương trình ở thằng cái chỗ này này, cái toàn bộ khu vực mà chỗ thầy đang bôi đen này, chỗ thằng Arduino nó đặt tên một hàm nó là setup. Thế còn trong toàn bộ cái khu vực này thì Arduino đặt tên hàm là loop. Đấy. Thì bản chất là thằng Arduino nó mượn vị trí này để nó đặt hàm setup, còn mượn vị trí này đặt hàm loop, thế thôi. Thế còn ở đây là mình biết tường tận từng thứ một.